Hi, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu M249 Mini Sliver. Thì nó vừa mới ra thì mình cũng không biết là nó tên gọi như thế nào. Thì nói chung là nó giống Mini Gold thì mình màu bạc thì mình đặt lại là Mini Sliver đi. Thôi đọc nhiều quá nó hay bị nhầm lẫn lắm. Rồi ok. Khẩu này thì nói chung là thuộc dòng súng thẩm du Level Max rồi. Đạn mang theo nhiều này, thay đạn cực kỳ chậm luôn nhá. Con này mà đi săn thì quá là thốn luôn, nếu mà đang lúc hết đạn cực kỳ thốn nha. Úi dồi ôi, làm gì đi em ơi, tại vì nó thay đạn rất là lâu, cực kỳ lâu luôn, và tâm hơi bị giật này, tâm này khó săn rồi đây. Úi dồi ôi, rất là đứng thẩm du luôn. Rồi rồi rồi, úi dồi ôi, vẫn sống, thằng này nhây này. Rồi thoát nhanh đi, solo kiểu đấy kiểu gì cũng vỡ mồm. Rồi rồi, thoát, từ nó đuổi theo. Rồi, qua đây em ơi. Úi dồi ôi, qua đây đây, qua bằng mắt này. Rồi, làm gì, úi dồi ôi, bị lừa tình rớt rồi kìa. Đáng lòng thanh niên. Qua đây. Rồi, hóng hớt làm gì, hóng hớt làm gì. Úi dồi, không hiện đam kìa. Cạn lời, không hiện đam kìa. Chết đi, úi dồi ôi, nằm xuống rồi. Thôi, đồng thế, còn mỗi mình thôi. Chết nè. Úi dồi lác vãi. Rồi không sao, thoát nhanh. Rồi, mấy thằng nhìn này kinh quá, chạy nhanh. Rồi, úi dồi, hết hồn. Rồi, thoát nhanh. Úi dồi, đâu ra, vãi. Đỉnh mạnh cái thằng cửa hó này. Nó bọc đầu quá các bạn ạ. Nó bọc đầu nên hơi bị khó, tưởng pha đấy nó bị rớt rồi, ai dè nó vẫn nhảy qua được. Đỉnh mệnh. Hay thế không biết. Rồi ok. Số này thì nói chung là thuộc dòng súng thẩm du kinh người rồi. Nên việc mình thẩm du là điều tất yếu thôi. Tại vì khẩu này không săn được đâu, khó săn lắm. Mình mới luyện tập sơ sơ qua, với lại mấy ngày hôm nay mình bận việc rất là nhiều, nên mình cũng không có thời gian mà chơi cái tựa game này, với lại mình cũng không có thời gian để luyện tập súng, đâm ra là bắn nó hơi bị lệch lạc. Chứ nếu bình thường thì mình sẽ xuống mà săn thôi. Cái này được cái nhiều đạn lắm, cực kỳ nhiều đạn, mang theo cả ngàn viên mà. Úi dồi ôi. Nói chung là thẩm du từ đầu trận đến hết trận bắn đạn thoải mái luôn, không sợ hết đạn nha. Chỉ sợ mỗi lúc thay đạn là hơi bị khoai một tí. Úi dồi, vãi. Rồi chạy. Vãi, thật bị móc kìa. Đình mệnh. Rồi, tiêu. Rồi tơ kìa, vãi. Đình mệnh bị bọc nhiều phía quá, không làm gì được. Ấy thì mình thấy tự dưng lại chọc cái cây ra, mình biết ngay mà bị thằng kia móc lốp. Ấy thật, bắn không nhìn được sau. Ham quá rồi, kiểu gì cũng có hero này. Thẩm du nữa, Venus kia. Venus này đi, Venus thẩm du. Chết chùm, úi dồi. Cả lời. Nói chung là bây giờ là 11v5. Rồi nó giết hai thằng rồi. Nói chung là 11v5. Cảm giác trận này là sẽ tơ dâm win rồi. Thì dĩ nhiên rồi, 15v1 mà. Tí đọc nhầm 11v5 ạ. Rồi, rớt xuống em ơi. Rồi, úi dồi ôi, nó chém chết tơ kìa. Vai thật. Lên xử nó thôi. Xử nó thôi anh em ơi. Úi dồi ôi, xử đi, úi dồi ôi. Không được, nó chém thốn quá. Nó đứng trên đấy nó chém cực kỳ thốn. Rồi rớt xuống là tiêu rồi. Mình tận 10k máu mà. Rồi rớt xuống là tiêu rồi. Tiêu rồi em ơi. Thà đứng trên đấy còn kiếm ít kill. Úi dồi, chết là bình thường. Rớt xuống là xác định rồi. Rớt xuống là chỉ có con đường đấy thôi. Rồi ok. Rồi chắc là qua đây thẩm du đi. Không biết thẩm du chỗ nào luôn. Oh, no.
mong là CFM có thể cập nhật cái map này rộng rộng xíu cho nó thể chạy zombie nó phê hơn tí, chứ chạy như này nó hay bị bọc đầu lắm các bạn ạ. Bọc đầu thì dễ chết lắm, nên là cản trở anh em săn zombie. Anh nghĩ là nên tạo điều kiện cho anh em đi săn chứ. Như thế này y tá mà chạy nhanh kinh khủng thế kia thì anh em đi săn kiểu gì. Rồi đã thế fix không nhấp, bị lỗi không nhấp nháy nữa. Rồi đứng đây hơi bị khoai rồi, không làm được gì. Úi dồi nhử kìa, tính nhử kìa. Nhử rồi chết đấy, úi dồi. Chết chưa, úi dồi. Sorry baby, mình không thấy mà cover được đâu. Bạn hơi bị liều lĩnh, hơi bị liều lĩnh. Rồi đứng đây không kiếm được kill nào. Đi qua chỗ khác thôi, cái chỗ đấy nó không được phê. Rồi qua đây xem có cái gì không. Chỗ này sấy thì hơi giật, nói chung là giật khó, cái tâm của nó khó điều chỉnh lắm, nên đứng từ xa thì không nên sấy làm gì. Thì mình sấy bừa đấy, đáng nhẽ là mình sẽ nhấp. Úi dồi, phải nhấp thôi chứ sấy thì... rồi nhảy kênh không kỹ rồi. Rồi lên lại thôi, rớt là lên lại. Rồi, úi dồi, không đi lùi nữa. Chơi hơi bị gà. Làm gì em ơi, AFK này. Này thì AFK này. Úi dồi, cái tâm nó cực kỳ khó điều chỉnh luôn. Khó điều chỉnh luôn. Kiểu này mình chơi mấy ngày không chơi nó, cái tay nó hơi bị lệch lạc. Rồi, nói chung là cũng khá là nhanh. Chúng ta có thể nói chung là skip cái phần thay đàn một tí. Úi dồi, chạy nhanh rồi. Úi dồi, y tá what the fuck man, định mình cái thằng gó này trời hay thế chứ lị. Rồi làm zom 2 trận, không biết có cầm top nổi không đây. Rồi không cầm top được thì thôi, nói chung là trận này hơi bị khoai. Rồi vào trời ơi chết này. Úi dồi, MG mấy thánh thẩm du, sao dạo này toàn thẩm du thế ta. Rồi hết giờ rồi, phòng này ít rồi, toàn thẩm du. À ít thằng săn nhé, phòng này hơi bị ít thằng săn zombie. Mà săn được cái gì đâu, săn mà nó fit cầu xa rồi cầu đấy mà. Rồi úi dồi, nhảy vẫn ok nhưng săn hơi bị cùi. Rồi thẩm du cũng ngu nữa. Chắc mình sẽ, dạo này mình sẽ phải luyện tập nhiều thêm. Chứ mình khá là bận, không có thời gian mà đánh để làm clip mà chơi cái game này. Rồi úi dồi, cái con PC của mình vừa sửa rồi, nhưng phải đợi nâng cấp thêm để mới có thể chơi được. Rồi chết chùm kìa. Trận này là trận cuối rồi, nói chung là phải chơi đàng hoàng hơn. Chơi cứ lầy là kiểu gì cũng bị cào, không nên lầy làm gì. Rồi thôi lên đây thẩm du chắc chuyện. Chỗ này chạy zombie cũng được nhưng nó hơi bị khoai ấy. Đến phần hết đạn thì phải rút lục, mà lục thì mình lại bắn không quen. Rồi hồi trước thì mình rất là thích bắn lục, nhưng bây giờ ngán rồi. Đây. Chắc chắn sau này mình sẽ có clip trôn nổi súng và nhặt hòm. Rồi úi dồi, vãi lao vào luôn kìa. Lao vào để nó ăn. Cái thằng này khờ vãi. Rồi y tá thấy mình rồi, chắc là đi vòng đấy. Đó, biết ngay mà. Mấy thanh niên chơi cái bài quá xưa rồi các bạn ơi. Chơi mãi không chán à. Rồi chúng ta có thể chơi, chúng ta có thể biết được mấy thanh niên chơi cái kiểu phương án gì. Đến trận cuối là còn lật lại được. Úi dồi, vãi. Trời ơi, lát nữa rồi tự dưng này ném mù mình. Đúng thật, cái thằng này Enter tờ ngủ vãi. Rồi, úi dồi, tơ kìa. Tôi toát nhanh. Rồi, thằng kia kiểu gì cũng chết. Chắc chắn là có hero đây. Rồi mong là có hero.
Tôi ra ngoài này đứng trong này lỡ không có hero là chết chết dí trong đấy nữa. Cái bọn sau này này được hơi móc lốp rồi, ok. Nói chung là đang thay đạn mà ấn bắn luôn thì chắc là nó cũng bắn luôn các bạn ạ. Nên chúng ta có thể skip cái phần thay đạn. Rồi, bỏ qua cái phần thay đạn đấy. Ok chưa? Rồi, biến luôn này. Biến, biến. Úi dồi. Đau, đau. Rồi, ok. Úi dồi. Mình gai ấn nhầm hai cái chỗ đau với lại... Rồi, chết rồi. Cái kill đặc biệt bị... không... ấy rồi. Úi dồi. Chết này. Rồi, cân ngô trời. Úi dồi. Úi, vai. Mình top 2 kìa. Trời. Để coi top 2 thua bao nhiêu điểm. Thôi mình sẽ kết thúc clip tại đây các bạn xem, nếu thấy hay thì hãy xem, hãy like và comment bên dưới video của mình để những cái ý kiến của các bạn nhé. Rồi top 2 thua có 5 điểm thôi, thua ít điểm vậy mà bọn này cũng thẩm du kinh phết đấy.